Tối ngày 31 tháng 1, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở chế biến thịt bò không rõ nguồn gốc xuất xứ nằm ngay trong khu dân cư. Đây là cơ sở chế biến thịt bò do bà Huỳnh Thị Hồng, 49 tuổi, trú phường Hòa Khê làm chủ. Kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thịt bò tại địa chỉ trên đường Cù Chính Lang, thành phố Đà Nẵng, công an quận Thanh Khê đã phát hiện cơ sở này đang chế biến 1,2 tấn chân giò bò nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch đối với sản phẩm động vật. Cùng với đó, nơi sản xuất cũng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua làm việc, bà Hồng khai nhận số chân bò nêu trên thu mua trôi nổi từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng để chế biến, để bỏ mối cho các chợ trên địa bàn thành phố. Hiện tại, công an quận Thanh Khê đã lập biên bản vi phạm, tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật là chân bò không rõ nguồn gốc nêu trên.